Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, CX8 có tất cả 4 phiên bản, trong đó dễ tiếp cận nhất là CX8 Deluxe, tiếp theo là Luxury và cao nhất là hai phiên bản Premium 1 cầu và AWD. Vậy thì sự khác biệt của các phiên bản là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong clip này. Ở mặt ngoại hình, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là mâm của bản Deluxe có kích thước 17 inch, trong khi 3 phiên bản còn lại có kích thước mâm 19 inch lớn hơn. Ngoài ra, bản Deluxe cũng không có nẹp rơm trang trí hai bên hông cánh cửa, ba ga mui và ốp cản sâu. Nếu để ý kỹ sẽ thấy phần logo Mazda trên lưới tản nhiệt trước của hai phiên bản Premium được in chìm trong mặt gương phẳng màu đen bóng. Chi tiết này cho chúng ta biết chiếc xe có hệ thống radar phía trước cho tính năng kiểm soát hành trình thích ứng. Còn cách nhanh nhất để phân biệt các phiên bản CX8 đó là nhìn vào logo tên từng phiên bản ở phần đuôi. Riêng phiên bản Premium AWD dẫn động 4 bánh toàn thời gian cao nhất, nó sẽ có thêm logo AWD bên dưới chữ CX8. Phần cốp sau của các bản Luxury và Premium đóng mở bằng điện, còn cốp sau của bản Deluxe vẫn đóng mở bằng cơ. Hàng ghế thứ 3 của bản Deluxe gặp thông qua dây kéo, trong khi các phiên bản còn lại gặp bằng lẫy nhựa. Bên trong nội thất, bản Deluxe được trang bị ghế da đi cùng ốp trang trí bằng vật liệu nhựa. Bản Luxury và Premium có phần sang chảnh hơn khi sở hữu ghế da nắp ba và ốp trang trí vật liệu gỗ Ayud cao cấp. Mazda sử dụng đèn nội thất công nghệ halogen cho bản Deluxe và đèn LED hiện đại hơn cho các bản còn lại. Về trang bị tiện nghi, bản Deluxe không có tính năng chỉnh điện ghế trước, làm ấm hàng 1 và hàng 2 như bản Luxury và Premium. CX8 cũng là số ít những mẫu xe trong phân khúc có tính năng đèn trước mở rộng góc chiếu. Trang bị này có mặt trên hai phiên bản Deluxe và Luxury cùng với dàn âm thanh 6 loa tiêu chuẩn. Còn hai phiên bản Premium 1 cầu và AWD được trang bị đèn LED thích ứng Adaptive LED Headlamp và dàn âm thanh Bose 10 loa cao cấp. Phiên bản Deluxe sẽ không có tính năng dẫn đường vệ tinh tích hợp bên trong hệ thống giải trí thông tin như là các phiên bản CX8 Premium và Luxury. Tuy nhiên, với khả năng kết nối Apple CarPlay cho tất cả các phiên bản CX8 thì chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Google Maps để dẫn đường một cách dễ dàng. Đặc biệt, các phiên bản CX8 đều có tính năng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và rèm che nắng phía sau là trang bị tiêu chuẩn. Về trang bị an toàn, hai bản Premium nổi bật với hệ thống camera 360 độ và gói an toàn chủ động tiên tiến iActive Sense với các tính năng điều khiển hành trình chủ động Mazda Radar Cruise Control, phanh thông minh Smart Brake Support với khả năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ phanh thông minh khi lùi Rear Smart City Brake Support, hệ thống hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường Lane Departure Warning System, hệ thống giữ làn đường Lane Keep Assist System, hệ thống cảnh báo điểm mù Blind Spot Monitoring, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang Rear Cross Traffic Alert. Các phiên bản CX8 2019 đều sử dụng động cơ xăng Skyactiv 2,5 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 252 Nm. Cấu hình hộp số tự động 6 cấp với chế độ sang số thể thao, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold là trang bị tiêu chuẩn trên 4 phiên bản CX8. Phiên bản Premium AWD cao cấp nhất được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, còn 3 phiên bản CX8 còn lại có cấu hình dẫn động cầu trước. Và đó là tất cả những điểm khác biệt của 4 phiên bản CX8 tại thị trường Việt Nam. Hy vọng là qua clip này sẽ giúp cho các bạn chọn được phiên bản CX8 phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình. Xin cảm ơn.